quá ha. Nó Chứ khoa, bây nói giờ chung là nó khoa chuyện kia trước. không có ai phụ hả chị? Có ai phụ Có không? hai chị em. Người hai người tự bưng tự khiêng luôn hả? Thì em có đừng phụ thì đừng ông khiêng phụ. À, trong chồng đó, cái chồng đó phụ. Chồng đi theo đường chồng. Dạ. Chồng đi theo đường chồng rồi. À. Vậy là giờ mình đang cô đơn ha. Cái này về chân cũng khô được á. Đúng rồi. Cắt đi hết đâu. Dạ. Đẹp ha, trái và lựa con trái đẹp quá. Trái này đẹp rồi đấy. Trái nhìn đâu cắt được mới rồi. Cho con bịch chưa cô? 20 gram nữa. Dạ. Bánh bột lọc Huế chính gốc nè. Đúng rồi. Hơi bị ngon luôn. Một bịch 20 gram. Lâu lắm rồi mới ăn cái bịch bánh bột lọc. Không biết sao đây. Ngày mới xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Tuấn Container. Thì hôm nay Tuấn đang đứng ở trên đây là đường Phan Đình Phùng, thành phố Biên Hòa. Tuấn đang đứng ở đây là ngay chi hội Tinh Lành. Trước thì có cái bảng là lễ kỷ niệm Chúa Chịu Thương Khó, mừng Chúa Phục Sinh. Đó. Thì ngay đây là Tuấn đứng ngay đây ngay chạm xe buýt luôn. Thì hôm nay Tuấn có nghe được biết một thông tin là chợ ở Tam Hòa, ở thành phố Biên Hòa này là phong tỏa nha bà con cô bác và anh chị. Hôm nay Tuấn đi trên đường này, Tuấn quay lại ghi lại những ký sự ở Biên Hòa cho mọi người cùng xem. Đây. Đó, giờ Tuấn đang đi thẳng đây là cái đường Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng này. Thì hôm nay là thứ hai đầu tuần. Thì Tuấn đi nãy giờ Tuấn thấy các cái quán xá đồ ở đây nó cũng kiểu như tương tự như Sài Gòn vậy đó này. Thấy vắng vẻ lắm, không có khách gì hết, bao nhiêu hết. Đây, đóng cửa rồi, có nhiều chỗ đóng cửa quá trời luôn. Bây giờ Tuấn đang đi thửa thẳng từ trên con đường Phan Đình Phùng lên. Thì thấy đây cũng có những hàng quán bán cũng rất là nhiều, cũng giống như kiểu ở Sài Gòn vậy đó nè. Con xào nè, rồi cái hình thức, cái nói chung là 80% xin em nhau á, những xe chè nè, xe cháo nè, đẩy đi nè. Y chang như Sài Gòn thôi chứ con khác gì hết á. Khung cảnh ở đây. Rồi bây giờ Tuấn sẽ đi lên chợ Tam Hòa để quay lại cho bà con, cô bác và anh chị cùng xem cái khung cảnh của chợ Tam Hòa bây giờ như thế nào ha. Quán thì cũng có, Tuấn thấy là quán đóng cửa rất là nhiều luôn, hai bên đường. Nhìn thấy nó cũng vắng lắm chứ không có được xâm tụ đâu nè. Đó, đường là đường Phan Đình Phùng. Bên phía này là đường gì đây, phường Trung Dũng. Trung Dũng khung cảnh nhìn rất là điều hiu ha. Sau Tết mà thấy khung cảnh này khá là điều hiu á, không biết là năm nay sẽ như thế nào. Mà sao thấy bây giờ những ngôi chợ bây giờ thấy dẹp lần, bây giờ là chủ yếu người ta bán qua mạng online không à. Những khu chợ bây giờ cũng rất là hiu hắt luôn, không có khách luôn mấy luôn á, vắng lắm. Đây là đường Nguyễn Văn Ký, Tuấn đang đứng đây là đường Nguyễn Văn Ký. Có nhiều con đường Tuấn cũng chưa biết tới luôn á, đi qua đọc cho bà con cô bác cùng xem. Phía tay trái là đường Trần Minh Chí. À, đường này thấy lạ quá, đưa quay cái cho bà con cô bác xem. Đường này là thấy hai bên có hai hàng cây phượng luôn. Ủa mát một cái mát rượi. Đường này thì mát rượi. Nào giờ Tuấn ở đây lâu mà Tuấn chưa vô con đường này nữa, hôm nay Tuấn mới đi nè. Ủa cái đường này phải nói là đường xanh sạch đẹp luôn á. Hai bên là cây phượng không. Mát rượi à. Trần Minh Chí nha bà con. Quán nhậu đồ đầy đủ hết. Đường Trần Minh Chí. Nếu không lầm như là đường này đi vô đây là có một cái Tuấn nhớ là vô đây như có ga xe lửa ở đây thì phải. Đây. Hết hồn, cái hồn còn nguyên. Xe máy chạy ghê quá. Đi phải để ý mấy bác xe máy. Rồi như là không lầm là Tuấn có từng đã đáp xuống đây rồi. Bữa Tuấn đi một chuyến đi với em Thịt.
Đây, khúc này là thấy rất quen thuộc này, giống như khúc này là khúc ga xe lửa này. Lâu lắm thì mới có cơ hội để đi quay cho bà con cô bác cùng xem, chứ nhiều khi cũng ít có thời gian lắm. Rồi rồi, đúng rồi, đúng đúng rồi, chắc là nơi này rồi đó. Nhớ bữa chui ra cái hẻm nào tôi cũng quên mất rồi. Có lẽ là đâu cũng đi trên con đường này thôi, thì sẵn là chia sẻ là những hình ảnh quen thuộc để cho bà con cô bác xem thôi nha. Đây Tuấn đang đi ngang qua đây là nhà thờ bên Biên Hòa, thấy cũng khá là lớn ha. Wow, nhà thờ lớn quá trời luôn rồi. Nhà thờ Biên Hòa. Rồi bây giờ hành trình là Tuấn đi thẳng lên trên chợ Tam Hòa, một khu chợ chuẩn bị giải thể rồi. Đi thấy nguyên một đàn chim bồ câu luôn. Bồ câu ăn dạng không? Dạng dĩ ghê không? Đó, có người đi qua vậy mà nó cũng ăn dạng rồi. Ôi, nguyên một đàn luôn nè. Ô, bồ câu nó dạng ghê không? À. Đây, mình tới đây mà nó cũng đứng im luôn, nó đâu sợ đâu. Bồ câu nó dạng quá cô ha. Đây, đó, bồ câu cho ăn nó dạng ghê luôn. Đó, không đi luôn. Đây là ngay đường 30 tháng 4, phường Thanh Bình, Biên Hòa. Giống như kiểu ở trong bên quận 1, bên đường Nguyễn Huệ á. Ở đây người ta nuôi nguyên một đàn bồ câu thiên nhiên. À, cái con này mà roti là ngon lắm á. Ồ, dạng ghê. Thấy người đứng im. Đây tới đây là đường Phạm Văn Thuận. Trước mặt của bà con cô bác là chợ Tân Mai. Một khu chợ cũng rất là lâu đời, nổi tiếng ở đây nè. Thấy cũng đóng cửa quá trời luôn nè. Như người ta bán chỉ bán vào buổi sáng thôi đó. Bây giờ chỉ thấy còn có mấy sạp hàng bún đồ này kia thôi. Chả bún rồi. Nói chung là nhìn rất là hoang sơ ha. Đây. Còn những sạp trái cây rồi đơn sơ. Đây, trái cây nè, cô chú anh chị nhìn này. Trái cây rồi rau rác rồi này kia. Đó, nhìn rất là điều hiu luôn, cái sạp này đóng cửa hết. Ồ, sao nó vắng dữ vậy ta? Chắc kiểu này là mai mốt là các chợ truyền thống là coi như là đi vào dĩ vãng này, giờ mua online không. Chợ này vắng quá cô ha. Mấy sạp này sao thấy đóng cửa hết rồi cô? Dạ chưa ta về, chiều mới bán hả cô? Vắng quá, giờ này là vắng. Thấy cảnh đây thấy buồn quá. Trái cây rồi đủ loại ở đây, mới bình dân lắm, chợ truyền thống mình bán đồ bình dân lắm bà con cô bác. Tình cảm, tình thương, mến thương những ngôi chợ truyền thống này, tình cảm lắm. Thường thường chợ thì bán vào buổi sáng và buổi chiều, nhưng mà thường thường như mọi năm trước á là có thể ta bán cả ngày luôn. Đợt này là lý do tình hình là ế ẩm quá nên là người ta nghỉ nhiều hơn là bán. Rồi phía đây trái là có một cái gì đây, chung cao này, thấy tháo dỡ luôn nè, sắt không à bà con cô bác. Ô, nguyên một cái tòa nhà to, sắt không, tháo hết uổng không, tháo hết luôn. Đây là Long Giang Tự, phía bên phải là Long Giang Tự. Dạ, chào bác. Bác làm ơn con hỏi chợ Tam Hòa nằm chỗ nào bác? Đi lên nữa. Dạ. Cảm ơn bác. Dạ, đi lên. Ở đây là Long Giang Tự. Cái này là Tân Mai à, chưa tới, Tam Hòa đi lên. Dạ.
Chạy ra đi anh. Dạ, cảm ơn bác. Bác lớn tuổi rồi đang ngồi trông ngóng con cháu. Đang ngồi trông ngóng con cháu đi làm á, làm kiếm tiền. Lớn tuổi rồi, già rồi, cuộc đời của người như vậy đó bà con cô bác. Lớn tuổi rồi cái ngồi trông ngóng con đi làm về. Nhiều khi con ở nhà vậy đó, già tuổi già mà. Nhà con đi làm cũng lo lắng lắm, thấy vậy chứ không phải sướng đâu. Tuổi về già lo lắng cho con cháu. Con mà nó làm bình yên hợp pháp thì không sao, mà nó có chuyện gì cái là ăn không ngon ngủ không yên á bà con cô bác. Khổ lắm, người già khổ tâm lắm. Chỗ đóng cửa luôn, tháo dỡ bỏ luôn nè. Như cái chỗ này là điện máy AGV gì Toshiba nè, Daikin nè. Đó, đóng cửa bỏ luôn nè, tháo ở trên tháo dưới luôn. Bây giờ người ta dọn ra, người ta bán đồ chơi, bán heo đất nè. Rất là nhiều chỗ tháo dỡ bỏ luôn. Nhà cho thuê nè, quá trời luôn. Rồi người ta tận dụng cái mặt bằng bỏ đó, ta ra ta ngồi ta bán heo đất, bán đủ thứ hết. Đó, này, mặt bằng nè, cô chú anh chị có thể thấy nè. Đó, đóng cửa quá trời luôn nè. Rồi, nhiều cái bỏ hoang luôn á. Rồi, nhìn có khác gì cảnh tượng ở Sài Gòn đâu. Không khác gì hết. Cũng 90, cũng anh em với Sài Gòn chứ không có thua gì hết. Anh em với Sài Gòn luôn. Đây. Tới gần tới vòng xoay công viên 30 tháng 4 thì là đường Phạm Văn Thuận, rẽ trái vô đây là khu này là khu khu chợ Tam Hòa nha bà con cô bác. Thấy như ở ngoài khu này là khu ven ở bên ngoài. Khu ven bên ngoài này bán cũng rất là nhiều đồ, đủ thứ đồ hết. Rất đơn sơ, rất đơn giản. Chỉ những món đồ đơn giản bỏ trên những cái rổ thôi, cũng là mưu sinh thôi. Rồi. Đây, phía trước mặt của bà con cô bác là chợ Tam Hòa. Đó. Vẫn còn hoạt động bình thường. Ồ, hoạt động bên trước, đằng trước. Thì thẳng vô đây là có một cái đền giáo xứ Nhân Lộc. Để Tuấn vô rồi Tuấn quay một vòng trong chợ coi như thế nào. Có mặt ở đây là chợ Tam Hòa. Chợ này là một ngôi chợ cổ có trên 30 năm rồi. Chợ này khoảng 30 năm không bà? Cỡ đó ha. Lâu đời rồi. Bữa giờ ở gần đây nhưng mà ít có khi nào ra đây, hôm nay đi ra đây. Giờ cũng còn có cái chầu câu nữa nè. Dạ, chầu câu này là mấy người già hay ăn nè. Dạ. Ăn cái này nó có tốt cho răng đúng không bà? Ừ, tốt cho răng. Rồi quét cái, quét cái này với chầu nhai. Này lá chầu. Lá chầu đây. Nhưng mà người trẻ đâu biết ăn đâu. À. Đây mấy người lớn tuổi. Nhiều người người ta cũng ăn từ biết ăn từ mười mấy tuổi. Hay vậy hả? Ăn cũng nhiều lắm ấy. Ăn cái này có tới cái lợi ích gì không bà? Có. Là răng không sâu. Dạ. Yeah. Với lại nó cũng không nhức răng không có gì. Hay ha. À, đấy. Hay ha, người ngoài Bắc á là người ta hay ăn chầu như nè bà con. Vậy ở bên Trung Quốc á là người ta nhập cái chầu câu này nè. Ừ. Để người ta sấy khô, ta làm cái đóng gói. Làm chầu khô. Làm kẹo. Làm kẹo luôn, à. Kẹo kẹo chầu câu luôn, ăn nó xay luôn á. À. Con ăn rồi. À, ta làm nguyên cái bịch vậy đó. Còn cái này là cái vôi. Vôi để ăn chầu nè. Lâu lắm rồi mới thấy. Muốn chầu á bác, nhai cho nó bổ răng. Một cái câu với ba cho ba cái chầu là bao nhiêu? Bao nhiêu à? Một cái câu với... Một trái câu hả? Vâng. Ba cái chầu hả? Vâng, là bao nhiêu tiền? 10.000. Ờ, rẻ, vậy là rẻ đó. Ôi, chầu thì là rẻ rồi, hôm Tết thì 2.000. 2.000 mấy Tết thì còn 2.000, mới bây giờ xuống rồi. Nhà ba gần đây không? Dạ. Dạ. Con không biết ăn chầu chứ con biết con cũng mua ăn thử, ăn sợ say. Rồi trong đó là say.
bắt mấy người lớn tuổi thôi. Trầu là chỉ bán cho những người lớn tuổi thôi, những người trẻ tuổi là không bao giờ biết ăn trầu đâu. Đây là khu vực chợ, bán đồ đúng thứ, vẫn còn bán bình thường, sửa lại thôi đúng không cô? Đây chuẩn bị sửa lại. Chỗ nào mà lấn chiếm thì họ bắt tháo gỡ. Dạ, rồi xin lỗi, người ta sẽ sửa lại. Dạ. Những cái ngôi chợ truyền thống về là nhớ tới tuổi thơ đó, là bà con hay đi vô chợ này, mua đồ này kia. Bây giờ nó toàn chơi, chơi toàn là lên mạng không đặt về tới tận nhà không. Là mấy chợ truyền thống thất thu, thất bại thiệt chứ. Đây, bên này, bên phía bên này là thấy, tôi thấy là đang phong tỏa hết rồi này. Ở khu vực này chăn dây hết luôn rồi, để chuẩn bị sửa sang lại đó. Cũ quá rồi, cũ kỹ quá rồi, sụp hết, sụp sệ. Đây bà con cô bác thấy giờ sửa sang lại hết cho nó đẹp đẽ rồi mới tiếp tục. Để con về con làm kỷ niệm. Làm kỷ niệm. Dạ, khỏi lấy vôi. Lấy câu nào đấy? Lấy chầu câu thôi. Dạ. Để con phơi khô. Dạ. Cái này về chân cũng khô được á. Đúng rồi. Cắt đi hết đâu. Dạ. Đẹp ha, trái và lựa con trái đẹp quá. Trái này đẹp rồi đấy. Trái dạ. Nhìn xấu cắt được quá rồi. Quá đẹp luôn. Rồi mình để làm cái ấy. Lâu lắm mới gặp lại chầu câu, bình thường đi chợ ít khi nào thấy. Bữa nay mới thấy. Tại không mua thì không thấy thôi chứ còn. Dạ. Yeah. Cái này bên Trung Quốc người ta ăn dữ lắm á. Đúng rồi. Trung Quốc rồi, nó cứ mua câu là câu đắt, thế thôi. Dạ. Trung Quốc không mua là câu rất đẹp, mà nó mua câu là đắt. Rồi, cảm ơn bà. Dạ. Yeah. Chúc bà nhiều sức khỏe. Con cô bác và anh chị và các bạn có thể nhìn thấy xung quanh đây đang sửa sang lại hết này. Những cái hàng quán quầy giờ đóng cửa hết luôn, nghỉ một tạm một nghỉ một thời gian để sửa sang lại. Đây. Nhìn những cái ngôi chợ mình nhớ là những kỷ niệm thời xưa không? Hồi xưa là cứ đi chợ mua đồ ăn ra chợ không? Chứ không phải là đặt trên mạng giống như bây giờ. Bây giờ là toàn đặt trên mạng không? Đó, đủ thứ hết, gà, vịt, thỏ, đủ thứ hết, kính thưa các loại luôn. Bây giờ là không còn những cái hình ảnh đó nữa. Ồ, đây là cái như cái chỗ này là buổi sáng người ta mới họp mới bán, bình thường thì cũng khá là vắng. Tuấn quay cho bà con cô bác và anh chị xem một cái khung cảnh chợ ngày xưa như thế nào ha. Bây giờ đã sụp sệ rồi, phải làm lại thôi, xây lại hết. Đây những cái hàng quán bún miếng đủ lại hết, tạp hóa đủ các thứ, đủ các kiểu hết. Nhìn những cái ngôi chợ mình nhớ tới những cái năm tháng tuổi thơ. Ai cũng phải có nguồn, có cội, ai cũng có cội nguồn. Không biết là sau này sẽ như thế nào. Thấy những ngôi chợ mà vắng người là Tuấn buồn lắm. Tuấn hy vọng là sẽ cái vụ mà online nó bớt giảm dần đó, thì những ngôi chợ mới đông lại được. Bây giờ cái gì cũng online hết, là chợ vắng hết. Rồi giờ Tuấn đi ra lại ha, bà con cô bác. Wow, đó đủ trái cây rồi quá trời luôn. Lâu lắm rồi mới gặp lại bánh bột lọc Huế đây. Dạ, cho con bịch cho cô. Dạ, bánh bột lọc Huế chính gốc nè, hơi bị ngon luôn. Lâu lắm rồi mới ăn cái bịch bánh bột lọc, không biết sao đây. Mà. Dạ. Cô bán ở đây bao nhiêu năm rồi cô? Đấy, phải mười mấy năm rồi. Chợ này giờ đang sửa lại ha. Nó không có cho quay
Dạ, thấy vắng vẻ quá, buồn quá. Tại vì Sài Gòn nhiều người chỗ chạy. Cô ở Huế là ở khúc nào cô? Cô ở Ấn Hòa. Dạ. Ở Huế là nấu ăn là số 1 luôn á. Từ mà Huế Quảng Trị đổ vô tới tới Phú Yên là nấu ăn là số 1 luôn. Ngon và rẻ. Là cô bình thường ngày nào cô cũng bán đây hả cô? Để biết, để biết canh mấy bữa đâu có thấy đâu. Đó. Rồi, chào cô luôn. Cảm ơn nha. Đó, rẻ mà ngon lắm, 20.000. Không bù lắm. Cảm ơn, chào cô luôn. Bánh bột lọc Huế đó bà con cô bác. Cô là gốc người Huế, cô vô Biên Hòa cô bán bánh bột lọc. À, đây trái cây rồi nè. Trái cây rồi rau củ quả sổ luôn, rẻ luôn. Để giá sổ hết. Rồi bà con bán quá trời luôn, đủ thứ đồ hết, không thiếu cái gì hết. Ngay đây là đường đèn xanh đèn đỏ, đường Phạm Văn Thuận là rẽ vô chợ một xíu thôi. Còn rẽ về hướng cái vòng xoay là đi lên Bùi Văn Hòa. Bây giờ Tuấn đang chạy tới đây là đường Vũ Hồng Phô. À, Vũ Hồng Phô thì Tuấn thấy có một cái điểm này là xả hàng. Đây. Đây là Minh Ngọc giờ vào chợ đồi kế bên tiệm bạc Ngọc Vân. Đó. Thì ở đây là đường Vũ Hồng Phô, phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa. Ngay đây là sát với giáp ranh với bến xe Biên Hòa đó. Là mình sẽ đi lên một xíu là có một cái đường đối diện với ngã tư Bình Bồ, gần tới ngã tư Bồn Nước là rẽ phải vô. Đó. Thì ở đây có một chỗ đang xả hàng. Dầu xả rồi. Xả rẻ luôn nha. Xả hàng một chai về có 90.000 một can. Đó. Dầu xả rồi xà bông đủ loại hết rồi. Căn giấy, căn ướt. Đây. Mấy cái đồ này là đó. Đây xả rẻ luôn ha. Xả hết chỗ này luôn hả chị? Đó. Xả hết luôn nè. Bàn chải kem đánh răng đó, chị chuẩn bị giờ dọn dời về chỗ khác nè. Bàn chải nè, đủ thứ hết. Sữa tắm, mấy cái đồ là tạp hóa thế vậy chứ nhiều tiền lắm đó. Gom lại nhiều lắm. Đây dầu xà bông nè, dầu gội nè, kem đánh răng đủ loại hết. À, bán đầy đủ luôn ha. Tức là cửa hàng bán cũng nhiều quá chứ. Dạ. Mà nãy nãy đọc địa chỉ rồi. Địa chỉ đây chính xác là địa chỉ dạ. Vũ Hồng Tô, số 2 Vũ Hồng Tô. Đó, nãy Tuấn cũng có đọc rồi đó. À, chị chủ chuẩn bị di dời chỗ khác nên là xả hàng giá rẻ nha bà con. Chứ bây giờ dọn rồi cũng cực quá ha. Vận chuyển cái này là gì? Nước hoa. Nước hoa. Một chai về là nhiêu tiền chị? Chai gì bán ra 150 xả thì chắc. Dạ, xả. Chai nhỏ này 150 giá xả chứ có tính giá xả. Dạ, xả là tính giá rẻ ha. Đây, nước hoa. Đủ loại hết á. Nhiều lắm á, nhiêu đây thì tiền không á, một cái vàng này là tiền không á, nhìn vậy á nhiều lắm á. Đó, đây. Đủ loại ha. Xả. Bây giờ Tuấn đi Tuấn thấy là xả rất là nhiều ha. Xả rẻ rất là nhiều luôn. Bà con cô bác có thể thấy đây. Kem đánh răng đủ loại, Tuấn cũng lấy một ít đồ đi mua về về dùng. Khăn này để bỏ trên trên xe nè. Phục vụ quý khách lau chùi rửa lau chùi nè, đi xe cũng được á, bỏ lên xe chiếc xe mình. Ok. Lấy hai bịch khăn thôi. Nhiều đồ quá mà mình không có chuyển đi bớt rồi đó. Dạ, chuyển đi bớt rồi hả chị? Bớt cả nửa chứ nửa hơi, hơi nửa rồi. Dạ. Nhiều đồ quá ha. Nước chứ bây giờ nước hoa chị đi đó. Không có ai phụ hả chị? Có ai phụ? Có hai chị em. Người, hai người tự bưng tự khiêng luôn hả? Thì có đừng tủ thì đừng ông khiêng hộ. Dạ, trong chồng đó, kéo chồng đó phụ. Chồng nó theo đừng chồng rồi. Dạ. Chồng nó theo đừng chồng rồi. À. Vậy là giờ mình đang cô đơn ha? Hai chị em. Hai chị em thôi. Dạ, người dọn cái kia còn người thì giữ đây.
xả hàng cho nó hết cho nó khỏe. À sao từ bữa giờ em đi em thấy người ta xả hàng nhiều quá. Cái trụ không có nổi thì dạ. Chị bây giờ mặt bằng nó cao quá. Như mặt bằng đây chị thuê một tháng là khoảng bao nhiêu ạ? 10 triệu. Dạ. Chị nói giọng em nghe giống như kiểu giống người Huế ha. Gốc Huế ha. Huế là nấu ăn ngon lắm á, bà con của bác. Dạ. Chị gái nhìn rất là hiền lành và chịu khó ha, dễ thương. Dạ. Nãy giờ là hôm bữa là Tuấn đi ngay ngã ba Dị An cũng thấy rất là nhiều châu xả. Dạ. Chủ không đâu. Đúng rồi. Bán là phải có lời chứ không có lời không lẽ giờ mình cứ bỏ lỗ tiền lỗ bù vô. Không lẽ là con không. Đúng rồi, không lẽ giờ cứ bỏ tháng nào cũng đóng tiền nhà hết, đuối luôn á. Nhưng mà theo như em thấy là nguyên một cái đống này nhìn đơn giản với tiền không á. Mấy trăm triệu hả? Hơn. Cái đó chị không biết. Nhiều. Nhiều lắm á, nhìn nè. Cứ một chai này là mấy trăm ngàn đi, trăm. Mà ở đây là biết bao nhiêu chai, mấy ngàn chai. Tiền không. Đóng. Cái nước hoa này là bây giờ thấy là bán trên mạng nhiều lắm. Là chim top top. Chị có chơi top top không? Dạ, giờ người ta toàn là xài top top không? Bởi từ ngày mà top top ra đời cái là hạ mặt bằng thuê kinh doanh là người ta bỏ tay. Top top mà ra đời là hại hết những người kinh doanh mặt bằng nè. Không có đó thực tế luôn. Top top nó cũng là một cái nguy hiểm lắm, con dao hai lưỡi đó. Dạ yeah. Đúng chính xác là như vậy. Hồi trước em cũng có bán online mà. Mua nhiều khi trên online nó rẻ hơn mua ở ngoài đó. Dạ yeah. Thôi em cũng chúc cho chị là mau thanh lý hết cái số hàng này ha. Nếu mà cô bác bà con có ai mà có nhu cầu lấy hàng xả thì tới địa chỉ này nha đó, mua của chị này rất là vui. Rất là giá cả cũng hợp lý đó. Đủ loại hết á. Cái mùi này giống mùi chanh xả quá. Cái đó là dưỡng tóc à? Này dưỡng tóc. Rồi. Rồi. Đây là vòng xoay Tam Hiệp nha bà con cô bác. Ở đây là đi thẳng là vô là đường Bùi Văn Hòa. Rồi ngay đây là có những ngôi miếu, ngôi am á, thì những bà con cô bác hay bỏ những cái tượng Phật hay là những cái tượng ông địa thần tài cũ á, là không dùng nữa là ra để ngoài đây. À, con xin các chư vị xung quanh cho con quay một xíu ở đây để cho bà con cô bác cùng biết. Cởi nón ra đàng hoàng nha bà con cô bác. Mình tới những nơi này phải cởi nón, cởi đồ ra đàng hoàng, xin đàng hoàng. Ở đây là có một cây đa rất là linh thiêng nha. Cây đa này rất là lâu năm rồi nè. Cây đa đây, ngay vòng xoay luôn. Ai đi ngang qua đây là cũng biết hết. Thì cái chỗ này là bà con cô bác lập ra những cái ngôi miếu này. Cũng gần ngay chợ Tam Hòa luôn, ngay phía này, chợ Tam Hòa. Thì ngay đây là sẽ có những cái tượng ông địa nè. Đó, ông địa cũ, tài địa cũ rồi bỏ, người ta không dùng nữa đó. Đem ra đây. Và gửi ngoài đây thì ai có nhu cầu ra đây gửi, không dùng nữa ra đây gửi ngoài đây. Ở đây rồi có ai có nhu cầu thì thỉnh thì người ta sẽ tới đây thỉnh, xin thỉnh. Rồi ngay đây có thùng trà đá miễn phí luôn. Đây. Đó. Thùng trà đá miễn phí. Rất là hợp lý luôn, rất hay. Cái chỗ này là Tuấn đi ngang qua lại liên tục luôn á. Ngang qua lại rất là nhiều lần rồi. Mà cứ Tuấn thấy là cứ có tượng nào mà để đây cái là mấy ngày sau là thấy là có người tới thỉnh rồi. Lúc nào cái bàn thờ bàn thiên này cũng trống hết. Đó, người ta tới ta thỉnh hết. Rồi giờ Tuấn quay. Vừa rồi là Tuấn chia sẻ đến cho bà con, cô bác, anh chị và các bạn những cái hình ảnh rất là thực tế là xả hàng đó. Mua bán ế ẩm quá, bà con thua lỗ, trả mặt bằng để xả hàng cho nó đỡ bớt cái tiền vận chuyển. Đó, chứ không là đi thuê xe mà vận chuyển về còn mất công nữa đó. Nên là bà con quyết định là xả hàng. Bữa giờ là rất là nhiều nơi xả rồi chứ không phải một mình chỗ đó. Nhiều nơi rồi nhưng mà Tuấn không có quay, hôm nay Tuấn mới ghi hình lại để cho bà con, cô bác cùng xem. Rồi một lần nữa chúng xin chúc tất cả cô bác, bà con, anh chị và các bạn nhiều may mắn và nhiều sức khỏe trong cuộc sống.
Nếu cả nhà thấy hay thì hãy cho Túng một like đăng ký miễn phí và chia sẻ ủng hộ tinh thần động lực để Túng làm thêm nhiều clip tiếp theo cho bà con cô bác cùng xem. Xin chào, hẹn gặp lại cả nhà luôn. Goodbye, see you again.